chúng tôi cũng có quen với một anh ca sĩ, một người MC. Anh thường xuyên đấy đi về tối khuya vì công việc. Mẹ của anh thì già yếu luôn, ngồi đợi cửa trông chờ anh để mong thấy con về. Điều cảm phục ở đây đấy là anh sẽ nguyện trọn đời chăm sóc mẹ cha khi cha của anh không còn nữa, mới mất được mấy năm nay. Và chỉ còn người mẹ nay hơn 80, nói không nhầm chắc là 86 hoặc 87. Ngày nào anh cũng rửa chân rửa tay, rửa mặt, tắm rửa cho mẹ, nấu cơm cho mẹ. Chỉ mong sao, chỉ mong sao mẹ mình được khỏe. Mẹ khỏe chừng nào thì con vui ngày ấy, để con đỡ phải cái thân phận mồ côi. Một chàng trai, một giới nghệ sĩ trong showbiz,